Liêm kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới tổng hợp nổi bật trong tuần qua. Trước hết là phần tin Canada. Mỹ đã bắn hạ kinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên không phận của Mỹ và Canada. Vào chiều ngày thứ bảy, thì quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ kinh khí cầu do thám của Trung Quốc đang bay ở ngoài khơi biển Carolina theo lệnh Tổng thống Hoa Kỳ sau khi nó đi ngang qua các địa điểm quân sự nhạy cảm trên khắp nước Mỹ, trở thành điểm nóng mới nhất trong căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông được khuyên thời điểm tốt nhất để bắn hạ khi nó ở trên mặt nước. Các quan chức quân sự đã xác định rằng việc đưa nó xuống mặt đất từ độ cao 60.000 feet sẽ gây rủi ro không đáng cho những người ở trên mặt đất vào khoảng 2 giờ 40 chiều theo giờ địa phương ngày thứ Bảy, thì một máy bay chiến đấu F-22 đã bắn một tên lửa vào kinh khí cầu khi nó đang bay cách bờ biển khoảng 6 hải lý gần với Myrtle Beach, Nam Carolina. Các mảnh vỡ rơi xuống 47 feet nước nông hơn họ tưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quá trình phục hồi sẽ mất bao lâu. Các quan chức quốc phòng quân sự Hoa Kỳ cho biết, kinh khí cầu đã đi vào khu vực phòng không của Hoa Kỳ ở phía Bắc, quần đảo Aleutian vào ngày 28 tháng 1, và di chuyển phần lớn trên đất liền qua Alaska và sau đó đi vào không phận Canada ở lãnh thổ Tây Bắc vào ngày thứ hai. Nó đã quay trở lại lãnh thổ Hoa Kỳ qua phía Bắc Idaho vào ngày thứ ba. Kinh khí cầu được phát hiện vào hôm thứ Năm trên tiểu bang Montana, nơi có một trong ba bãi chứa tên lửa hạt nhân của quốc gia tại căn cứ không quân Malmstrom. Bộ Quốc phòng Canada cho biết Canada đang hợp tác với Hoa Kỳ tích cực theo dõi để bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi các mối đe dọa tình báo nước ngoài sau khi xuất hiện tin khí cầu do thám trước đó xuất hiện trên không phận của hoa kỳ bộ quốc phòng và quân đội canada đã đưa ra một tuyên bố chung rằng chuyển động của kinh khí cầu đã được bộ chỉ huy phòng không bắc mỹ tích cực theo dõi một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết người Mỹ đã có thể thu thập thông tin tình báo về kinh khí cầu khi nó bay qua nước Mỹ, cho họ một số ngày để phân tích và tìm hiểu cách nó di chuyển cũng như là những gì nó có khả năng giám sát. Vào cuối ngày thứ sáu, thì ngũ giác đài cho biết phát hiện một kinh khí cầu thứ hai bay qua Mỹ Latin. Phía Trung Quốc đã tuyên bố kinh khí cầu là dành cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác, và họ lấy làm tiếc rằng kinh khí cầu đã lạc vào không phận của Hoa Kỳ, Ngũ Giác Đài đã bác bỏ điều đó, cũng như là lập luận của Trung Quốc rằng kinh khí cầu đã không được sử dụng để giám sát quốc gia này và cũng cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Hoa Kỳ để xử lý đúng tình huống bất ngờ. Việc tiết lộ công khai kinh khí cầu đã khiến cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Bắc Kinh để đàm phán nhằm giảm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị hủy bỏ. Mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc cũng đã căng thẳng trong nhiều năm và ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Nguyên nhân là do những cáo buộc về nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Canada. Gần 9.000 khách hàng của Nova Scotia Power không có điện dưới trời lạnh giá. Người dân tại Nova Scotia phải đối phó với một đợt thời tiết lạnh giá và một số người cũng đang phải đối phó với tình trạng mất điện. Tính tới 3 giờ 11 phút chiều ngày thứ 7 giờ địa phương, khoảng 9.000 khách hàng của Nova Scotia Power không có điện lý do đằng sau sự cố mất điện là do gió mạnh khiến cho cây đổ, làm đứt đường dây. Cảnh báo cực lạnh được áp dụng cho hầu hết Nova Scotia vào ngày thứ Bảy và môi trường Canada dự kiến thì nhiệt độ sẽ lạnh tới âm 43 độ C vào buổi sáng, trước khi thời tiết ấm lên vào cuối buổi sáng và đến chiều. Và theo dự kiến thì nhiệt độ chiều ngày thứ Bảy sẽ ở mức độ âm 20 độ C và thấp âm 30 độ C với gió mạnh. Bên cạnh thời tiết lạnh giá thì nhiều khu vực trong tỉnh đang được cảnh báo là có gió giật và tuyết rơi. Cảnh sát cũng đang cảnh báo về tình trạng trắng xóa do tuyết thổi trên các quốc lộ và các tuyến đường trên toàn tỉnh, đặc biệt là quốc lộ 101 và 102. Halifax Water cho biết một số khách hàng đã mất dịch vụ vì thời tiết lạnh. Công ty này cũng khuyến nghị khách hàng phải có một nguồn làm ấm an toàn nơi mà nước đi vào nhà, thường ở tầng hầm hoặc là tủ tiện ít gần với đồng hồ nước. Ontario, Quebec và các vùng phía đông Canada phải đối mặt với nhiệt độ cực lạnh, có thể xuống tới âm um 50 độ C cho đến ngày Chủ nhật. Cư dân từ Quebec đến Newfoundland và Labrador thức dậy sáng nay với thời tiết lạnh giá hơn. Các cảnh báo về thời tiết cực lạnh vẫn áp dụng cho đến ngày hôm nay đối với các tỉnh thuộc Đại Tây Dương và các khu vực phía Bắc của tỉnh Quebec, và Ontario do nhiệt độ lạnh giá do một khối không khí lạnh tê cống từ Bắc Cực mang lại. Cảnh báo do môi trường Canada đưa ra trong ngày thứ hai liên tiếp ảnh hưởng đến 6 tỉnh, từ Ontario đến Newfoundland và Labrador, cũng như là các cộng đồng ở Nunavut và vùng lãnh thổ Tây Bắc. Các quan chức khẩn cấp cảnh báo mọi người tìm nơi trú ẩn theo dõi tình trạng tê cống nếu mà họ ở ngoài qua đêm, vì nhiệt độ trên khắp miền đông Canada được dự báo là âm 40 độ C cho tới âm 50 độ C với gió lạnh. Và nhiệt độ thành phố Quebec dự báo sẽ xuống dưới âm 30 độ C vào ban đêm với độ gió có thể lạnh tới âm 45 độ C và thời tiết bắc cực này dự kiến sẽ kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Các cảnh báo cực lạnh vẫn có hiệu lực trên khắp bờ đông với nhiệt độ khu vực Halifax dự kiến là âm 39 độ C đến hết buổi sáng. Môi trường Canada cảnh báo trong những điều kiện thời tiết cực lạnh như vậy thì tình trạng tê cóng nguy hiểm có thể xảy ra chỉ trong vài phút trên vùng da hở. Chính phủ và các cơ quan tư nhân khắp vùng bị ảnh hưởng đã khẩn trương cung cấp nơi trú ẩn cho những người dễ bị tổn thương ở nhiều thành phố và thị trấn ở Quebec và Atlantic Canada. Làm thế nào để giữ ấm? người già, trẻ em, trẻ sơ sinh và người vô gia cư, người mới đến Canada, người lao động ngoài trời và những người đam mê thể thao là những người dễ bị tổn thương nhất. Các dấu hiệu tê cống bao gồm da màu hồng, sau đó chuyển sang màu trắng, khô ráp và có cảm giác đau và châm chích. Các quan chức khuyến nghị nên mặc quần áo nhiều lớp để giảm rủi ro thời tiết lạnh. Lớp bên trong gần với da nhất phải là thấm hút, lớp giữa giãn cách nhiệt để tránh mất nhiệt cơ thể và lớp ngoài phải là lớp chắn gió khi mà mang ủng ấm không thấm nước thì hãy chọn loại ủng rộng để có thể mang thêm một lớp tóc cộng với một chiếc áo giữ ấm cổ sẽ bảo vệ cầm môi và má đó là những bộ phận được cho là rất dễ bị tổn thương do thời tiết lạnh và nếu bạn bị ướt thì hãy thay quần áo khô ngay tức thì bạn sẽ mất nhiệt độ nhanh hơn khi bị ướt nhiều người lầm tưởng rằng rượu sẽ làm ấm lên khi trời lạnh nhưng mà trên thực tế thì rượu sẽ khiến cho bạn có nguy cơ bị tê cống và chấn thương do lạnh. Thay vào đó thì hãy uống nước ấm, đó là lựa chọn tốt nhất. Chính phủ Canada cũng đang kêu gọi mọi người hãy tìm đến trợ giúp của y tế ngay lập tức một khi nhận thấy dấu hiệu về lú lẫn, nói lắp, cơ bắp cứng hoặc là rung không kiểm soát được. Đây là những dấu hiệu của tình trạng hạ thân nhiệt. Và điều quan trọng khác là phải chuẩn bị sẵn túi khẩn cấp trong đó bao gồm đèn pin chạy bằng pin, đại phát thanh để cập nhật tin tức, dụng cụ sửa chữa khẩn cấp, thực phẩm ăn liền, bộ sơ cứu, chăn và quần áo giữ phòng nếu mà trời quá lạnh trong lúc bạn đang ở ngoài trời. Ngoài ra, hãy đổ đầy bình xăng cho xe của bạn trong trường hợp các trạm xăng đóng cửa sau một cơn bão và chuẩn bị sẵn một số tiền mặt trong trường hợp các máy ngân hàng và phương tiện thanh toán điện tử ngừng hoạt động. COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp nhưng mà sắp đến điểm uống bước ngoặt. Người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus corona vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Sau khi một ban cố vấn quan trọng nhận thấy rằng đại dịch có thể đang tiến gần đến một điểm uống công bước ngoặt, đó là điểm mức độ miễn dịch cao hơn có thể làm giảm các ca tử vong liên quan tới virus. Tuy nhiên, tổng giám đốc của WHO, Tedros, đã cảnh báo rằng trong 8 tuần qua, ít nhất có 170.000 người đã chết trên khắp thế giới liên quan tới virus corona. Ông kêu gọi tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm có nguy cơ, tăng cường xét nghiệm và sử dụng nhóm thuốc kháng virus, mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm và đấu tranh chống lại thông tin sai lệch về đại dịch. Bình luận của ông Tetro được đưa ra ngay sau khi WHO công bố phát hiện của Ủy ban khẩn cấp về đại dịch đã báo cáo rằng có khoảng 13,1 tỷ liều vắc xin Covid-19 đã được sử dụng với gần 90% nhân viên y tế và hơn 4/5 người trên 60 tuổi đã hoàn thành loạt tiêm chủng đầu tiên. CDC Hoa Kỳ khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt Esri Care sau khi một người tử vong và hàng chục người mất thị lực. Khuyến cáo này đã được đưa ra sau khi có một trường hợp bị mất thị lực vĩnh viễn do có ít nhất 55 ca nhiễm trùng và đã có một người tử vong do nhiễm trùng máu. Hầu hết những người bị nhiễm trùng đã sử dụng ít nhất một trong số hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo và phần lớn những bệnh nhân này đã sử dụng sản phẩm của Esri Care. Kể từ ngày 20 tháng 1, có hơn 50 người trên 11 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại vi khuẩn đa kháng thuốc có tên là Pseudomonas aeruginosa. Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa có thể gây nhiễm trùng máu, phổi hoặc là vết thương đang trở nên khó điều trị hơn vì nó đang phát triển các cơ chế chống lại kháng sinh, mà thường gọi là kháng kháng sinh theo cdc thì vi khuẩn này thường lây lan sang những người trong bệnh viện hoặc là các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác khi họ tiếp xúc với nước hoặc là chất bị ô nhiễm nơi mà vi khuẩn thường sinh sống các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên một số chai thuốc nhỏ mắt asri care đã mở nắp thì người ta phát hiện một loại pseudomonas aeruginosa khác cdc cho biết vi khuẩn trong các chai đã mở nắp có thể là do bẩn trong quá trình sử dụng hoặc là do quá trình sản xuất thử nghiệm trên các chai chưa mở nắp thì hiện đang được tiến hành. Trong khi chờ đợi thêm kết quả, CDC khuyến nghị các bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân ngay lập tức hay ngưng sử dụng nước mắt nhân tạo as care cho đến khi hoàn tất điều tra dịch tễ học và phân tích trong phòng thí nghiệm. CDC cũng khuyên người tiêu dùng hãy ngưng sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt as này và yêu cầu các sản phẩm thay thế nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ khuyên dùng as và để hết sức thận trọng, thì AsriCare cũng khuyến nghị mỗi người nên ngưng sử dụng bất kỳ phần nào của sản phẩm AsriCare Artificial Tears Lubrication Eye Drops cho đến khi công ty biết thêm chi tiết về bất kỳ mối lo ngại tiềm ẩn về an toàn khi sử dụng. Công ty cho biết là loại thuốc nhỏ mắt này được sản xuất tại Ấn Độ và sản phẩm tương tự cũng đã được bán trên thị trường dưới các tên hiệu khác. Thuế nhà trống tại thành phố Toronto đang có hiệu lực. Và các chủ nhà cần biết điều gì? Hội đồng thành phố Toronto đã đưa ra thuế nhà trống nhằm tăng nguồn cung nhà ở bằng cách ngăn cản các chủ nhà để trống tài sản của họ. Hãng thuế này đã có hiệu lực từ năm ngoái, dẫn đến năm 2022 trở thành năm phải trả tiền thuế này lần đầu tiên, và mức thuế này sẽ được đánh vào những ngôi nhà bỏ trống ở mức 1% giá trị hiện tại của bất động sản và thời hạn để cho chủ nhà Toronto khai báo tài sản của họ có người ở hay là đang bị bỏ trống đã được gia hạn cho tới cuối tháng 2. Mặc dù thời hạn ban đầu ấn định là ngày 2 tháng 2, nhưng hiện đã được gia hạn cho tới cuối tháng. Đối với những người không nộp giấy tờ, nhà của họ sẽ bị xem là bỏ trống và phải trả phí. Phí này dao động từ 250 đô la cho việc không nộp tờ khai đến 10.000 đô la cho việc khai báo sai và những người không nộp tờ khai cũng có thể bị đánh thuế toàn bộ thuế nhà trống. Tiền lãi sẽ được áp dụng cho số tiền thuế quá hạn với tỷ lệ 1,25% vào ngày đầu tiên sau khi khóa hạn. Và một lần như vậy mỗi tháng miễn là vẫn còn số tiền chưa thanh toán. Thành phố Toronto cho biết số tiền chưa thanh toán sẽ được thêm vào thuế bất động sản khi không thanh toán. Những ai sẽ bị ảnh hưởng Giới chức Toronto định nghĩa một bất động sản bị bỏ trống nếu nó không được sử dụng làm nơi ở chính cho chủ sở hữu hoặc là những người cư ngụ khác hoặc là không có người ở trong 6 tháng trở lên trong năm trước đó. Chính vì vậy, các nhà đầu tư bất động sản với các cơ sở bỏ trống có thể sẽ nằm trong những người bị ảnh hưởng bởi thuế này. Bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào cũng đều sẽ trở thành trách nhiệm của người mua và thuế nhà bỏ trống sẽ hình thành quyền cầm giữ tài sản. Vậy thì các trường hợp nào được miễn trừ? Một số nhà trống miễn thuế, những tình huống đó bao gồm: chủ nhà đã qua đời, thứ hai là cư dân chính nhưng mà đang ở trong một cơ sở chăm sóc như là bệnh viện hoặc là nhà chăm sóc dài hạn. Thứ ba là lệnh tòa án ngăn chặn chiếm dụng. Thứ tư là chủ sở hữu sống ở bên ngoài khu vực Greater Toronto nhưng mà cần nhà trống để cư trú vì lý do nghề nghiệp trong ít nhất 6 tháng trong một năm. Thứ năm là nhà đang sửa chữa và cải tạo. Và thứ sáu là đang trong quá trình chuyển quyền sở hữu hợp pháp và điều lưu ý là cần phải có thủ tục giấy tờ để đủ điều kiện được miễn thuế những người được miễn thuế hoặc là những người vô tình bị bỏ qua nên cập nhật thông tin liên lạc liên tục với các quan chức của thành phố cách khai báo thuế nhà trống chủ nhà có thể nộp tờ khai thuế thông qua mạng hoặc là lựa chọn nộp bằng giấy các thông báo nhắc nhở sẽ được gửi qua đường bưu điện vào tuần của ngày 13 tháng 2 cho các chủ sở hữu chưa gửi tờ khai. Giới chức Toronto sẽ đưa ra thông báo cho chủ sở hữu vào tháng 3 và tháng 4 các khoản thanh toán thuế sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 5. Thành phố Toronto là khu vực pháp lý mới nhất của Canada áp dụng thuế đối với nhà bỏ trống khi Canada đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở trên diện rộng. Thuế nhà trống cũng đã có hiệu lực với Ottawa và chủ sở hữu nhà ở Ottawa có ngày hết hạn để khai báo tình trạng tài sản của họ đến ngày 16 tháng 3 năm 2023. Thành phố Hamilton sẽ có hiệu lực thuế này vào năm 2024 và những nhà bỏ trống từ 6 tháng của năm trước đó sẽ bị trả thuế này. Thành phố Mississauga vẫn đang chờ chính phủ Ontario phê duyệt mức thuế này. Vancouver là nơi đầu tiên áp dụng thuế đối với nhà bỏ trống. Trung Quốc cáo buộc Canada thao túng chính trị. Các nghị sĩ Canada bao gồm Thủ tướng Justin Trudeau đã nhất trí kêu gọi thiết kế một chương trình đưa 10.000 người có nguồn gốc Turkic, trong đó có cả người Uyghurs từ các quốc gia khác ngoài Trung Quốc đến Canada. Họ đã thông qua một kiến nghị thừa nhận các báo cáo rằng những người Uyghurs ở ngoài Trung Quốc đã được gửi trở lại Trung Quốc nơi mà họ đã phải đối mặt với việc bắt giữ như là một phần của cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với các nhóm Hồi giáo. Trung Quốc đã cáo buộc hành động này của Canada là thao túng chính trị. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những người ở khu vực Tân Cương sống hòa bình, mâu thuẫn với các báo cáo rộng rãi về lao động cưỡng bức và bạo lực tình dục. Bộ bản dịch tiếng Anh của bộ này cho biết Canada nên ngưng can thiệp chính trị về các vấn đề liên quan đến Tân Cương vì cho một lít lợi ích riêng và Ottawa đang truyền bá thông tin và gây hiểu lầm cho công chúng. Các nghị sĩ Canada nói rằng chính phủ nên đưa ra các phát thảo của một chương trình tái định cư trước ngày 12 tháng 5 sẽ bắt đầu vào năm 2024 và đáp ứng mục tiêu trong vòng 2 năm. Canada gia hạn các biện pháp COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc đến đầu tháng 4. Canada gia hạn các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau thêm 2 tháng nữa. Sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm chung và chia sẻ dữ liệu hạn chế. Kể từ ngày 1 tháng 5, khách du lịch hàng không đến Canada trên các chuyến bay có nguồn gốc từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Hồng Kông hoặc là Macau từ 2 tuổi trở lên đã được yêu cầu đưa ra một xét nghiệm COVID-19 âm trước khi lên máy bay đến Canada. Các quy tắc được thiết lập đó sẽ hết hạn vào ngày thứ Bảy và được gia hạn cho tới ngày 5 tháng 4. Việc mở rộng các biện pháp sức khỏe tạm thời này sẽ cung cấp thời gian cho các nguồn dữ liệu mới đáng tin cậy hơn và để cho làn sóng dịch ở Trung Quốc có thời gian lắng xuống. Thành phố duy nhất của Canada được xếp hạng là một trong những nơi rẻ nhất thế giới để chuyển đến sinh sống một nghiên cứu mới từ CIA Landlord Insurance là công ty bảo hiểm có trụ sở tại vương quốc Anh đã xếp hạng một thành phố duy nhất của Canada là một trong những thành phố rẻ nhất của thế giới để chuyển đến vào năm 2023. Theo nghiên cứu thì Ottawa là thành phố sẽ thứ ba để mua nhà dựa trên chi phí cho mỗi mét vuông. Giá trung bình để mua một ngôi nhà tại thủ đô của Canada là 4.277 bảng Anh, tức là khoảng 7.000 đô la Canada trên một mét vuông. Điều đó có nghĩa là một ngôi nhà 3 phòng ngủ rộng khoảng 110 cho tới 120 mét vuông hoặc là 1.200 cho tới 1.300 feet vuông có thể có giá trung bình từ 770.000 cho tới 840.000 đô la. Đó là một sự khác biệt rất lớn so với mức trung bình của Vancouver là khoảng 1 triệu 207.733 đô la. Ottawa đứng ngay sau Brussels, xếp ở vị trí thứ 2 và nơi giành được vị trí hàng đầu đó là Athens. Giá trung bình để mua một ngôi nhà thủ đô Hy Lạp chỉ là 2.244 bảng Anh, tức là khoảng 3.700 đô la trên một mét vuông. Ottawa cũng được xếp hạng cao trong danh sách những ngôi nhà có diện tích trung bình lớn nhất thế giới của CIA, cho thấy đây là thành phố mà mọi người có thể được nhiều không gian nhất với số tiền bỏ ra. Thủ đô Canada xếp thứ tư với diện tích nhà trung bình là 181 mét vuông, tương đương với 1.948 feet vuông. Có giá khoảng 765.112 bản Anh, nó tương đương với 1.263.651 đô la Canada. Một thành phố tại Úc, Canberra, chiếm vị trí hàng đầu với diện tích nhà trung bình là 214 mét vuông, tương đương với 2.303 feet vuông, có giá khoảng 1.102.493 bản Anh, tương đương với 1.820.867 đô la Canada. Dựa trên những mức giá kể trên thì bạn có muốn chuyển đến thành phố thủ đô của Canada để sinh sống hay không? Ở Alberta được tạp chí Mỹ Bình chọn là một trong những điểm ngắm cực quan tuyệt vời nhất thế giới. Tạp chí Men's Journal của Mỹ gần đây đã xuất bản một bài báo liệt kê những nơi tốt nhất trên thế giới để xem Bắc cực quan, và Alberta là tỉnh bang nằm ngay trong danh sách này. Thời điểm quan sát tối ưu là bầu trời ban đêm, và cực quan ở ốc đảo Bắc Alberta rộng lớn của Canada là từ tháng 9 cho tới giữa tháng 5, theo bài báo của tác giả Sunny Montefiore. Trong bài báo, cô đã nêu tên hai khu bảo tồn bầu trời tối lớn nhất thế giới, đó là Wood Buffalo và Vườn Quốc gia Jasper. Những tảng đá ở Canada đã chứng tỏ mình là một trong những nơi tốt nhất để ngắm sao trên thế giới. Nổi bật là lễ hội bầu trời đêm của Jasper với tất cả các chương trình, bao gồm cả chương trình Jasper Sky Tram Star Sections có hướng dẫn. Mặc dù là Sky Tram đóng cửa theo mùa và mở cửa trở lại vào tháng 3, bóng tối dày đặc mà mùa đông mang lại lũ để mang tới cơ hội tuyệt vời để xem bắt cực quan. Theo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Mai Chia là chủ sở hữu và là nhà điều hành của Jasper Photo Tours, nói đùa rằng bất kỳ nơi nào ở phía bắc Jasper, Alberta đều là nơi thích hợp để ngắm và chụp ảnh cực quan. Một số ứng dụng, trang web và hội nhóm có thể giúp cho mọi người tìm ra thời điểm các điều kiện tốt nhất để xuất hiện. Các bạn có thể tham gia nhóm Alberta Aurora Chasers trên Facebook hoặc đến trang web auroraforecast.com để biết được thời điểm tốt nhất để xem cực quang. Đến đây thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada trên kênh Culture Channel. Và chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo, đó là phần tổng kết tình thế giới của tuần qua, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Nhung rất vui khi đồng hành cùng với quý vị trong bản tin toàn cảnh tuần này của Tào chí Culture Magazine. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú sau đây. Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc Bom bão tuyết càng quét Đông Bắc Mỹ Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ EU, G7 và Australia đạt thỏa thuận giá trần dầu Nga Ukraine sẽ đàm phán gia nhập EU ngay trong năm nay. Nga và Ukraine trao đổi gần 200 tù nhân chiến tranh. Liên minh châu Âu cảnh báo rủi ro từ chat GPT. Nguy cơ bùng phát dịch cúm trong 4 tuần tới tại Nhật Bản. Anh đối mặt đình công tồi tệ nhất trong một thập kỷ. 21% người Mỹ thiếu niềm tin vào chính phủ người dân Afghanistan đang chết dần vì mùa đông lạnh giá. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington phát hiện khinh ký cầu dân sự của Trung Quốc bay vào không phận của Mỹ phát biểu từ washington dc ngoại trưởng mỹ anthony blinken cho biết ông đã nói chuyện với chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc ông vương nghị về vụ việc liên quan tới kinh khí cầu dân sự của trung quốc bay vào không phận mỹ Người phát ngôn của tòa bạch ốc cũng cho biết tổng thống Biden đã đồng ý với việc hoãn chiến công du này của ngoại trưởng Mỹ. Về phần mình, tuyên bố của bộ ngoại giao Trung Quốc nêu rõ do ảnh hưởng của giá tây ôn đới và khả năng tự điều khiển hạn chế, kinh khí cầu này đã bị trạch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc lấy làm tiếc về việc kinh khí cầu bay vào không phận của Mỹ vì lý do bất khả kháng, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục liên lạc với Washington và xử lý thỏa đáng tình huống bất ngờ này. Cũng theo Bắc Kinh, đây là khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Các nhà dự báo thời tiết Mỹ cho biết, bom bão tuyết cực mạnh tại Bắc Cực đã đổ bộ khu vực đông bắc nước này vào hôm qua, khiến nhiệt độ giảm sâu xuống các mức nguy hiểm trên toàn khu vực, trong đó có núi Washington ghi nhận nhiệt độ phong hàn âm 79 độ C. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết đợt đóng băng sâu lần này sẽ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, song sự kết hợp của các cơn gió lạnh buốt đang bao trùm đông bắc nước Mỹ sẽ dẫn tới những điều kiện nguy hiểm đe dọa dạ tính mạng trong những ngày tới. Các cảnh báo gió mạnh đã được ban bố đối với hầu hết bang New York và toàn bộ 6 bang ở khu vực New England với khoảng 16 triệu dân các địa phương liên tục ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, trong khi nhiều nơi phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời mở cửa các trung tâm sưởi ấm nhằm giúp cư dân ứng phó với giá lạnh. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp nước này đang ở mức thấp nhất hơn 50 năm qua. Trong tháng 1 Mỹ có thêm 517.000 việc làm mới, cao hơn mức trung bình mỗi tháng và năm ngoái cũng là 401.000, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, mức thấp nhất kể từ 53 năm qua. Các lĩnh vực thu hút nhiều lao động, việc làm trong tháng 1 là giải trí, khách sạn, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hay giao thông. Đáng chú ý, trong tháng 1 có tới 74.000 việc làm mới được tạo ra trong cơ quan hành chính và 35.000 việc làm mới trong lĩnh vực giáo dục, cho thấy nhiều người đã có việc làm và đi làm trở lại. Mức lương và thời gian làm thêm cũng tăng so với năm ngoái tuy không nhiều. Nhu cầu việc làm tại Mỹ vẫn đang rất lớn, cứ một người thất nghiệp thì có hai vị trí việc làm đang cần tuyển. Việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp, chứng tỏ kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sự tăng trưởng, chưa suy si thoái như nhiều dự báo trước đây. Các nước thành viên Liên minh châu Âu, EU, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ ngày mai, ngày mùng 5 tháng 2. Cụ thể, giá trần được đặt ở mức 100 đô la Mỹ trên thùng đối với các sản phẩm cao cấp như là dầu diesel và 45 đô la Mỹ trên thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như là dầu nhiên liệu. Đây cũng là mức giá đã được Ủy ban châu EC đề xuất trước đó. Thông qua biện pháp áp các mức giá trần năng lượng này, các nước phương Tây muốn siết chặt nguồn thu tài chính của Nga để buộc nước này phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần một năm qua tại quốc gia láng giềng Ukraine. Khẳng định quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 3 tháng 2 cho biết nhiều khả năng nước này sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập ngay trong năm nay. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine diễn ra trước đó cùng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh kết quả cụ thể mà chúng ta đạt được sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine là gì? Đó là chúng ta hiểu rằng Ukraine có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu ngay trong năm nay. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 3 tháng 2 được cho là tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu sau khi Ukraine thực hiện tất cả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu ngay tại hội nghị, dù khẳng định mối quan hệ với Ukraine là một gia đình và cam kết tiếp tục hỗ trợ quốc gia Đông Âu này, song giới chức Liên minh châu Âu nhấn mạnh Ukraine vẫn sẽ phải thực hiện các mục tiêu đề ra như một phần điều kiện để trở thành thành viên khối này. Tuy nhiên, giới chức Liên minh châu Âu cũng nhấn mạnh không có không thể gian cứng nhắc đối với tiến trình gia nhập khối của Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ linh hoạt việc kết nạp quốc gia Đông Âu này. Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các quy định mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI nhằm giải quyết những lo ngại về rủi ro của công cụ chatbot nổi tiếng ChatGPT. Theo Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của EU, điều này cũng nhằm đảm bảo người dùng ở châu Âu có thể tin tưởng công nghệ AI. Đây là bình luận đầu tiên của một quan chức cấp cao EU trong bối cảnh lo ngại về công cụ chatbot ChatGPT do OpenAI phát triển. Theo một nghiên cứu của UBS, số người dùng ChatGPT được cho là cán mốc 1 triệu người dùng trên tháng chỉ 2 tháng phần mềm AI này được ra mắt, khiến đây trở thành ứng dụng cho người dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, trước những dự ra tiềm ẩn, ủy viên châu Âu cho rằng cần đưa ra một khung pháp lý vững chắc để đảm bảo ChatGPT đáng tin cậy. Vào ngày 4 tháng 2, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi gần 200 tù nhân chiến tranh. Tránh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết 116 người Ukraine đã được trả tự do, trong khi đó hãng tin Nga cũng dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết 63 công dân Nga đã được trả phóng thích trong đợt này. Việc trao đổi tù nhân được thực hiện thông qua nước trung gian là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đợt trao đổi tù nhân gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Trong đó, tổng cộng 218 tù nhân của hai bên đã được phóng thích. Trước đó, cuối tháng 11 năm ngoái, các đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại UAE và thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân, khơi thông hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga sang châu Á và châu Phi thông qua một đường ống của Ukraine. Cuộc đàm phán do UAE làm trung gian và không có sự tham gia của Liên Hợp Quốc, dù tổ chức này đóng vai trò trung tâm trong việc thương lượng về sáng kiến ngũ cốc biển đen. Cuộc đàm phán tại UAE nhằm loại bỏ những trở ngại còn lại trong sáng kiến này, vốn được gia hạn vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, nhưng các bên chưa nhất trí về việc xuất khẩu phân bón của Nga. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số các trường hợp mắc cúm tại nước này đã đạt tới mức cảnh báo lần đầu tiên trong 3 năm qua theo Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản, trong tuần tính đến ngày 29 tháng 1, số bệnh nhân cúng trung bình theo ngày tại mỗi cơ sở y tế trên toàn quốc là 10,36 người, vượt qua mức cảnh báo chuẩn là 10 người trên cơ sở y tế. Khoảng 5.000 cơ sở y tế được giám sát thường xuyên ở tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản đã báo cáo hơn 51.000 trường hợp mắc cúm trong thời gian 7 ngày qua. Điều này cho thấy Nhật Bản có nguy cơ bùng phát dịch cúm trong 4 tuần tới. Giới chuyên gia y tế cảnh báo dịch cúm có thể lan rộng hơn so với năm 2021 và năm 2022, thời điểm mà các biện pháp nghiêm ngặt phòng ngừa COVID-19 đã giúp kiềm chế đáng kể tỷ lệ mắc cúm. Hơn 500.000 người Anh đã xuống đường trong cuộc đình công tồi tệ nhất một thập kỷ qua khi nhiều người lao động cho rằng điều kiện sinh sống và lao động của phần lớn lực lượng lao động không được đảm bảo. Cuộc đình công có sự tham gia của các giáo viên, giảng viên, công chức nhà nước và nhân viên làm việc trong hệ thống giao thông công cộng. Đình công cũng khiến nhiều trường học và các cơ sở dịch vụ công rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Trong bối cảnh lạm phát tại Anh đạt hai con số trong năm 2022, thu nhập của lực lượng giáo viên đã giảm 23%. Đàm phán giữa chính phủ và công đoàn đã không thành công khi cả hai bên không đạt đồng thuận với các vấn đề liên quan đến tiền thưởng và đầu tư công trong suốt hai năm tới. Cuộc đình công được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ năm 1980, cùng với lạm phát ở mức cao và tình hình kinh tế bất ổn đã khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân Anh suy giảm đáng kể. Theo khảo sát cho thấy 21% người Mỹ nói vấn đề lớn nhất của đất nước này hiện là vai trò lãnh đạo của tổng thống và quốc hội. Theo kết quả khảo sát mới được công bố, chính phủ và lãnh đạo yếu kém đứng đầu trong danh sách vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt với 21% người tham gia khảo sát lựa chọn. Lạm phát là vấn đề lớn thứ hai của nước Mỹ chiếm 15% người được hỏi lựa chọn. Khảo sát được thực hiện bởi Raup là công ty tư vấn và phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ. Trong khảo sát năm ngoái của công ty này, lạm phát và kinh tế là hai vấn đề hàng đầu với người Mỹ, đều chiếm tỷ lệ là 16%. Tiếp theo là vai trò lãnh đạo của Tổng thống và Quốc hội là 15%, nhập cư là 8% và đoàn kết đất nước chiếm 6%. hơn 160 người Anh đã thiệt mạng vì lạnh giá ở Afghanistan trong tháng 1 năm 2023 này giữa mùa đông lạnh giá nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần qua thì có khoảng 84 trường hợp tử vong, nhiệt độ xuống âm 34 độ C đã tấn công quốc gia Nam Á này giữa lúc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nhiều tổ chức viện trợ đã đình chỉ một số hoạt động trong những tuần gần đây do chính quyền Taliban yêu cầu nhân viên nữ cho các tổ chức phi chính phủ không được làm việc, khiến nhiều tổ chức không có đủ nhân lực. Trong chuyến thăm tới Kabul mới đây, phó tổng thư ký liên hợp quốc đặc tránh các vấn đề nhân đạo cho biết cơ quan này đang thuyết phục chính quyền taliban hủy bỏ cấm nữ nhân viên làm việc vào thời điểm đa số người afghanistan ở tình trạng dễ bị tổn thương cần cứu trợ Ở châu Âu, các nước Bắc Mỹ trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, tin giả về dịch bệnh đã gây ra hệ lụy, dẫn đến một phong trào tạm dịch là máu tinh khiết. Theo đó, nhiều người hoài nghi vaccine đã ngăn các y bác sĩ truyền máu trong những ca phẫu thuật, từ chối nhận máu từ những người hiến máu đã tiêm vaccine. Giới chức y tế nhiều nước phát đi cảnh báo về hiện tượng đáng lo ngại này. Máu tinh khiết là các hội nhóm của những người bài vaccine hoạt động tích cực trên mạng xã hội Facebook. Các nhóm này có từ vài trăm cho tới hơn 3.000 thành viên. Trên TikTok, người bài vaccine cũng muốn được gọi là người có máu tinh khiết. Điểm chung của cộng đồng này là họ chia sẻ những câu chuyện chống lại vaccine, những tuyên bố vô căn cứ cho rằng cơ thể sẽ bị nhiễm bẩn nếu nhận máu từ người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giới chuyên gia khẳng định, thông tin này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã đồng hành cùng với Culture Magazine trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Chúc quý vị có cuối tuần ấm áp bên những người mà quý vị yêu thương. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.